Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Hoa dạ lan hương. Dạ lan hương chính là loài hoa vô cùng tao nhã, mang dáng hình của những bông hoa nhỏ với hình chiếc chuông nhỏ xinh mọc nối tiếp nhau. Tất cả cùng tạo nên hình tháp duyên dáng trên những cuống hoa thanh thoát. Về đêm, hoa dạ lan hương tỏa mùi hương nồng nàn. Hoa dạ lan hương thường nở về đêm. Khi nở hoa tỏa mùi hương ngây ngất hoa lâu tàn. Dạ lan hương chính là loài hoa vô cùng tao nhã, mang dáng hình của những bông hoa nhỏ với chiếc chuông nhỏ xinh mọc nối tiếp nhau. Truyền thuyết đằng sau loài hoa này lại vô cùng ý nghĩa và cảm động. Khi chỉ là vật vô tri vô giác cũng biết quan tâm cho người khác. Chuyện này đã xảy ra từ lâu lắm rồi, vào cái thời mà cỏ cây hoa lá mới đang bắt đầu hình thành. Có một ông lão làm vườn rất chăm chỉ. Suốt ngày ông lúi húi bên những luống hoa, lúc bắt sâu, lúc vung gốc, lúc tỉa cành. Đôi khi rảnh việc, ông cũng không chịu ngồi yên. Ông hay đến nơi nọ nơi kia thăm thú các vườn cây ở xung quanh vùng, tìm thêm những giống cây quý hiếm. Một lần trên đường đi, ông nhìn thấy một cây gì gần giống cây hoa hồng bị ai đó nhổ bật gốc vứt vạ vật bên đường. Cây hoa héo rũ, ông vừa nhấc lên, cánh hoa đã rụng lả tả. Nhìn thấy mầm cây chưa chết hẳn, ông tiếc nên mang về nhà. Ông ươm cây hồng dại và tạm gọi cây đó là cây hồng dại. Trong bóng râm, sáng chiều tưới bón, chăm sóc nâng niu như đối với một đứa trẻ ốm yếu. Nhờ vậy mà cây hồng dại nhanh chóng hồi sức và sống lại. Những chiếc lá úa rụng đi từ các nách lá chồi non nhú ra, ban đầu màu đỏ tía, sau xanh dần và chừng 10 hôm sau đã trở thành một cây xanh tốt tua tủa những chồi non mập mạp. Rồi những nụ hoa xuất hiện, rồi những bông hoa đẹp lạ lùng tỏa hương thơm dịu dịu. Cây hồng dại cố nở những bông hoa thật to, thật lộng lẫy với hy vọng giúp ông lão làm vườn được vui. Ông lão hiền lành tốt bụng quá, chẳng mấy ai cần cù chịu khó như ông. Luôn chân luôn tay, suốt ngày ông bận bịu vì những luống hoa. Chính vì thế mà chẳng mấy khi ông rảnh rang để ngắm những bông hoa hồng dại. Hoa có nở đẹp đến mấy, ông cũng chẳng có lúc nào được thanh thản mà thưởng ngoạn. Cây hồng dại buồn lắm, vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của nó phỏng có ích gì cho ông lão. Có mấy khi ông lão mới được ngơi tay mà ngắm hoa. Chỉ có về khuya, ông lão mới được ngả lưng trên chiếc chõng tre kê ở đầu hè, phe phẩy chiếc quạt nan, tay chân được thư giãn đôi chút. Những giờ phút nghỉ ngơi hiếm có ấy, ông có thể bình tâm mà ngắm hoa. Nhưng khổ nỗi, đêm đen dày đặc, làm sao ông có thể nhận ra vẻ đẹp lạ lùng hiếm có của những bông hoa hồng dại. Mà đặc điểm của loại hoa hồng dại này là bông rất đẹp, màu sắc rất rực rỡ, nhưng hương thơm chỉ dịu dịu thoảng qua. Càng nghĩ cây hồng dại càng thương ông lão. Giá có một phép màu nhỉ, phép màu đó có thể cho phép cây hồng dại biến thành một loài cây khác có khả năng đem lại niềm vui cho ông lão, ngay cả trong đêm tối đen mù mịt. Hoặc là cây đó có những bông hoa phát sáng để ông lão có thể nhìn rõ ràng trong đêm tối. Hoặc là cây đó có hương thơm kỳ diệu để ông lão có thể thưởng thức hương thơm thay vì thưởng thức màu sắc của hoa. Hương thơm sẽ an ủi ông lão, vỗ về ông, đưa ông vào giấc ngủ bình yên. Cây hồng dại đau đớn nung nấu ý nghĩa ấy hết đêm này qua đêm khác. Ý nghĩa cháy bỏng đến mức đôi khi buộc thốt lên thành lời. Cây hồng dại cứ lặp đi lặp lại lời cầu khẩn, ước gì mình biến thành một loại hoa có hương thơm ngào ngạt về đêm. Điều cầu khẩn của cây hồng dại cuối cùng cũng thấu tới Chúa các loài hoa. Ngài cảm động trước tấm lòng của cây hồng dại nên vui lòng chấp thuận lời cầu xin của cây hồng. Ngài hỏi lại cây hồng dại một lần cuối,
Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta sẽ cho con biến thành một loài hoa có hương thơm ngào ngạt về đêm. Nhưng loài hoa đấy sẽ không có vẻ đẹp lộng lẫy như con bây giờ đâu. Đó chỉ là một loài hoa nhỏ bé, trông rất bình thường. Người ta qua lại không mấy ai để ý, liệu con có bằng lòng không? Con rất bằng lòng, thưa Chúa nhân từ. Không còn sắc đẹp như cũ, con cũng buồn lắm, cũng tiếc lắm. Nhưng con chỉ mong sao có hương thơm thật thơm, để đem lại niềm vui cho ông lão làm vườn tốt bụng kia. Và thế là từ đó xuất hiện một loại hoa mới, hoa dạ lan hương, hay còn gọi là hoa tiên ong. Giống hoa chỉ tỏa hương thơm lạ lùng vào ban đêm. Những bông hoa nhỏ xíu, màu trắng, hồng, phớt xanh, nở từng chùm tỏa hương thơm ngào ngạt. Hương thơm của hoa dạ lan tỏa rất nồng nàn, đắm đuối, rất ngọt, rất sâu và bay đi rất xa. Ông lão làm vườn suốt ngày vất vả, chỉ về khuya, ông mới thảnh thơi mà nằm tận hưởng làn hương thơm dịu ngọt của cây dạ lan hương bé bỏng rất đổi thân thiết đối với ông. Cây hoa trông thật mảnh mai bình dị mà có một tâm hồn thanh khiết đến lạ lùng, có một hương thơm dịu dàng và đắm đuối đến lạ. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 câu 2 chép rằng: Vậy anh chị em là các con yêu dấu của Đức Chúa Trời, nên hãy bắt chước Ngài, hãy sống với nhau trong tình thương, như Đấng Cứu Thế đã yêu thương chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm một của lễ và một sinh tế có mùi thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Muốn thật hết lòng,